Trận đấu đã kết thúc và chiến thắng thuộc về Garmin Sport. Bây giờ thì cả đội hình của Garmin Sport đang tiến tới và bắt tay. Wow. Một cú ôm rất ngọt ngào đến từ vị trí của Levi. Tôi là bạn thân của Levi và tôi xin được phép tiết lộ nho nhỏ về cái pha ôm vừa rồi. Nó không chỉ là một cú ôm thông thường, nó còn là những cái lời nói thủ thỉ vào tai của người bạn thân mình nữa. Vâng, anh Levi nói là anh bảy ơi, những lúc anh chơi game em xem cũng buồn theo, có khi buồn cả ngày. Có bò cam an nào, bò cam an nào, bò chúc mừng team 2, các bạn đang được con Baron. Rồi SR4 không mà thua luôn, xui. Nhưng mà bây giờ ví dụ như SR4 không mà thua thì có phải là tại vì con AD bên kia đánh hay hơn cả con SR4 không? Tức là ông 4 không là tại vì khả năng tối đa của ông chỉ có vậy thôi. Còn AD ở phía bên kia á, người ta có 4 không hay không á là vì người ta muốn hay không thôi. Yes sir. Nhưng mà với cái kinh nghiệm chơi game từ nhỏ tới lớn và đi chửi lộn suốt 20 mấy năm của Mết á, thì Mết nghĩ là không có một cái lời chửi nào có thể gây được sát thương cho Mết cả. Nếu như cái việc chửi lộn là một cái chiến trường thì Mết giống như là người bất tử, đao kiếm là đao, thương là bất nhập. Mết là ban chủ của cái bang Immortal trong cái server đó mà. Bạn biết mấy con ma cà rồng mà nó ẩn mình ở trong núi mà khi bạn đến xin nó sẽ ban cho bạn sức mạnh bất tử không? Đó, Mết là mấy cái ông đó. Bởi vậy Mết toàn hoạt động về đêm không à, Mết đâu đi ra đường ban ngày đâu. Ban ngày ra đường đồng nắng nó chiếu vô Mết bị cháy. Spell hả? Ôi chết mẹ rồi, cầm nó le luôn rồi. Mổ. Anh Mết ơi, cho em hỏi tại sao mấy thằng gan đánh như con. Ê về nhà mình ơ. Xuân chín chín nín nín nè ô. Fuck you. Đó, cái gì mà con đa đi hết đi rồi. Đồ mới cứu tôi với. Nó ra đi hết đi rừng. Fuck me. Hôm nay không thấy cái thằng mà nó vô nó sẽ làm nguyên một cái chàng là còn kênh tấu hài kênh chết em. Ngày nào nó cũng vô. Nó đồ nét đúng cái câu đó. Nó chửi trên đầu đồ từ thằng streamer cho tới kênh chát. Tao không biết ai làm gì thù oán cái thằng đó nữa. Ngày nào cũng vậy á, ngày nào anh cũng vô anh sổ một chàng cái anh đi. Tại con Gidea nó mạnh quá. Bên Mết mạng cũng gọi là, nói chung tiền bên Mết thì không thua nhiều. Thua có 10k thôi. Con like đấu về kênh chat FA. Tao mới nhắc mày hồi nãy luôn á. Thì ra là cái con quỷ này bị ám sát vào là nó sẽ cút. Đồ quá, nó đi vòng vòng gạt đó. Gạt nó đéo dính. Tao ra tao đánh thường phụ mày được không? Gạt. 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 53. Tiếp tục là 53. Vẫn là 53. Lại là con số 53 đó. Vẫn là 53. Ôi, cú phụ được 400 đam, 300-400 đam chứ ít đâu. Giỡn cái gì á. Hát nữa đi em, lỡ ngày mai. Ủa ngày mai làm sao quên rồi?
À, sống cần đá mòn. Ngày mai em lấy chồng à. Ngày mai em lấy chồng à. Hẹp mi. Ê. Không đông vì quá đông. Thằng rừng là bạn em á anh Mết hả? Nó 2k2 hả? Em mày kêu nó đi ngủ người ta được không? Có nó nè. Em nghỉ chơi với nó mà đi. Chứ bây giờ nó vô nó chơi liên minh 1 năm mà chơi nó làm đéo gì nữa. Coi kiếm mấy bạn khác chơi đi. Đây, mày bị. Ủa? Nó làm gì em? Nó sẽ xác em nó làm túi Gucci à. Hôm bữa tôi xin mấy anh chị ở bên cái skin này. Tại cái skin này không có bán. Tôi xin hôm bữa mấy anh chị ở bên VNG có book tôi cái job. Tôi nói thôi giờ cái job này em không lấy tiền, anh chị cho em xin cái skin này được rồi. Mấy anh chị kêu đéo. Ú cái tác trụ nữa, em ru. Ủa là nó quýnh tao đó hả? Là nó bắn tao 2 cái xong rồi nó quyên cái là tao chết vậy đó hả? À có cái R nữa hả? Thôi trời ơi, tài sản còn có nhiêu đó à, đành đạn dành nữa. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim. Kệ đâu vậy bé ơi, kẹt quá luôn, kẹt trong kẹt luôn. Tao chơi game, tao chơi liên minh chứ có phải tao chơi map đột kích tao chơi hàng đâu mà sao nó kẹt trong kẹt dữ vậy mấy. Silo nó lại. Ơ, mày bị silo rồi nha con. Trời ơi, Lee Sin nó hạt không nội ơi. Đi anh cố tình. Ôi, con mèo hay vậy? Nè mèo. Thôi chạy đi mèo ơi, bỏ tao đi. Mèo ơi, cậu chạy đi. Tớ chỉ làm cản chân cậu thôi. Dày không mua. Gà. Fuck you, fuck you. Ông này đánh con chim như vậy mà Windows xứng đáng 100 con điểm người. Thì chứ giờ Lee Sin nó đánh về rồi. Nó nhiều điểm. Hả? À, Lee Sin nó đánh như vậy thì bao nhiêu điểm? Nó không 11 kìa. Lee Sin. Team giết 47 mạng. Thằng Lee Sin nó không 11-6. Trời ơi, nó kinh khủng này chứ. Đi học anh Duy rồi phế lên đam xanh lên tăng mặt cười. Cái gì phế lên xanh tăng lên đam là sao? Sao nghe nó kỳ kỳ vậy? Hay là tôi nghe lộn? Phế lên xanh tăng lên đam hả? Tôi có nghe lộn không vậy? Phế lên đam xanh lên tăng. Đúng rồi, chắc tôi nghe lộn quá.